told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. Xin chào mọi người. Mọi người hãy cùng mình đi khám phá Indonesia bằng cụ thể là chuyến check-in núi lửa Gomo cũng như là hồ Asid Ijen, và một ngày mình đi khám phá đảo Bali nha mọi người. Còn đây là mình đang ở sân bay của Kuala Lumpur ha, và chuẩn bị bay qua là sân bay là Surabaya để mà đi check-in núi lửa Gomo. Ở đây là ở sân bay của Kuala Lumpur nha mọi người. Thì mình sẽ đi từ Việt Nam bay qua Kuala Lumpur và từ Kuala Lumpur bay qua Indonesia. Thì ở đây á, là ở sân bay của Kuala Lumpur của Malaysia ha. Và sân bay này thì nó nằm ở gọi là xa trung tâm thành phố mọi người, cho nên mọi người nhìn thấy rất là nhiều cây cối luôn. Phía đây là mình bay ở tầng ở phía trên rồi nè. Và mọi người thấy á, là khung cảnh ở phía bên dưới nè, cũng có nhà xa xa. Thì Surabaya thì nó là cảng hàng không chính ở phía đông Indonesia ha, của đảo Java. Đó, thì từ đây mọi người sẽ bắt xe đi đến núi lửa Gomo để tham quan cũng như là check-in núi lửa Gomo. Nhà ở tỉnh này á, thì nó cũng không có nhà cao tầng nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể thấy nè, nó là những ngôi nhà mà vừa vừa thôi ha, 3-4 tầng, không quá cao. Còn đây á, là tụi mình đã đến được sân bay là Surabaya ha, và mình sẽ bắt xe đi đến khách sạn để nghỉ ngơi, và buổi tối á, khuya mình sẽ đi check-in núi lửa Gomo. Đó, thì mình đoàn mình đi á, thì sẽ có 4 người ha, và có cái anh bạn tour guide local ở đây mình sẽ dắt mình đi đến cái khách sạn để mình nghỉ ngơi. Và buổi tối á, khoảng 2 giờ tối mình sẽ 2 giờ sáng ngày hôm sau mình sẽ đi check-in núi lửa Gomo. Đường xá bên đây á, thì nó cũng giống như ở Việt Nam nha mọi người. Đó, nó sẽ không khác gì hết. Cũng có xe máy nè, xe đạp nè, hàng quán lề đường nè, nó cũng như các tỉnh ở miền quê của Việt Nam thôi. Đó, còn đây á, là tiền của Indonesia. Thì 1.000 của Indonesia thì nó khoảng là bằng là 1.600 tiền Việt Nam. Mình sẽ đổi một số ít tiền Indonesia ha, để mà có thể qua đây mình có thể là mua đồ ăn nè ha, có thể là mua một ít quà lưu niệm. Vì á, cuối tuần á, thì các ngân hàng nó sẽ không mở cửa mọi người, cho nên mình cũng rất là khó để mà đổi tiền. Còn đây là khách sạn mình sẽ ở trong cái buổi tối ngày hôm nay ha. Và sáng ngày hôm sau khoảng là 2 giờ sáng mình sẽ gọi là đi những chiếc xe Jeep để mà đến check-in núi lửa Gomo. Ở đây á, khách sạn thì nó cũng giống như ở bên Việt Nam ha mọi người. Nó cũng có đầy đủ ha, rửa mặt, rồi nhà tắm này nọ các kiểu. Còn đây là bữa ăn của mình trong tối ngày hôm nay. Thì đồ ăn địa phương á, cho nên nó cũng gọi là không hợp khẩu vị của tụi mình lắm ha mọi người. Đây là tàu hũ nè, đó, và thịt xiên nướng, và cái vị nó khá là lạ. Còn đây là giống như là một cái tiệm tạp hóa ở dưới quê thôi. Chủ yếu bên đây thì sẽ bán là mì rối nè, mọi người thấy là sữa Milo, sữa cà phê, một số cỡ loại là bánh đó, rồi bán gọi là mì, rồi một số bánh ngọt á mọi người. Đó, bên đây thì mọi người sẽ không thấy bia đâu ha, vì đa số bên đây thì người ta theo đạo Hồi, cho nên họ ít có sẽ uống bia rượu ha. Và có bia thì cũng là bia không có độ cồn nha mọi người. Đây là các gọi là mì gói ở dưới quê nè, nó giống như là một tiệm tạp hóa thôi ha mọi người. Đây là 1:39 sáng ha, và mình chuẩn bị lên những chiếc xe Jeep và đi đến check-in núi lửa Gomo. Đó, đây là những chiếc xe Jeep và mình sẽ đi lên nha mọi người. Thì vì mình sẽ đi qua những cái thung lũng cát ha, cho nên sẽ cần những chiếc xe Jeep để mà có thể chạy lên. Đó, buổi tối thì mọi người thấy là có rất là nhiều chiếc xe Jeep và nối đuôi nhau ha, để lên cái gọi là địa điểm để mà ngắm bình minh của ở núi lửa Gomo này. Đây là mình phải loại bỏ một khoảng thời gian này ha, tại vì xe Jeep á, thì nó sẽ không chạy thẳng lên được cái địa điểm để đón bình minh. Dọc đường đi á, thì sẽ bán một số đồ ăn ha, cũng như là sữa cà phê nè. Còn hiện tại là nhóm mình đang dừng lại để ăn bắp luộc rồi mọi người. Cũng giống như bên Việt Nam mình thôi ha, người ta sẽ luộc bắp nè, và người ta sẽ bỏ thêm một số gọi là topping phía trên, giống như là mứt
gọi là strawberry này nọ, mức kiểu dâu tằm hay kiểu mà dâu tây, hoặc là bỏ thêm bơ, bỏ sữa ở phía trên. Thì hiện tại thời tiết nó khá là lạnh nha mọi người, buổi tối này nè, khi mọi người đi qua đây á, thì mọi người nên chuẩn bị gọi là áo ấm nè ha, để mà giữ ấm, và gọi là găng tay ha, cũng để bảo vệ đôi tay của mình. Thì tụi mình mua khoảng là 4 cái hũ bắp như vậy nè mọi người, thì một hũ khoảng là mình nhớ đó, đâu đó là khoảng 20 ngàn ha, cũng không phải là quá mắc. Thì đồ ăn ở Indonesia này á, thì nó cũng không phải là quá mắc nha mọi người. Dọc bên đường đi để mà đi đón bình minh trên núi lửa Romo á, thì sẽ có rất là nhiều hàng quán nha mọi người. Đó, chủ yếu những hàng quán này á, thì chỉ bán vào buổi tối thôi ha, buổi sáng sớm thôi. Còn ban ngày á, thì sẽ ít du khách, cho nên ban ngày nó sẽ đóng cửa. Đó, đa số là toàn là người nước ngoài không nha mọi người. Và thời tiết hiện tại là khá là lạnh luôn nè. Các bạn đi cùng mình thì mặc khá là nhiều áo ấm luôn. Còn đây á, là mình đã đến được cái địa điểm để ngắm bình minh ha, tại là Bananjakan nha mọi người. Một trong những địa điểm ngắm bình minh gọi là tại núi lửa Romo này. Đó, thì đây là đỉnh núi nhỏ nằm trong dãy núi xung quanh, cao khoảng là hơn 2.770m để ngắm toàn cảnh cái quần thể núi lửa Tenere luôn. Thì trước mắt mọi người á, là toàn thể cái quần thể núi lửa Tenere ha, nó gồm có ba núi lửa chính là Ba Tóc, Romo và Serimu. Đó, phía trước á, là núi lửa Ba Tóc, phía xa xa bốc khói á, mà hơi bốc khói lên là núi lửa Romo, và cao nhất á, là đỉnh Semeru ha. Đỉnh cao nhất của núi lửa Semeru á, là cao khoảng là 3.676m nha mọi người. Và người Indonesia thì tin rằng hai ngọn núi lửa Semeru và Romo á, là hai cánh cửa dẫn vào thế giới bí ẩn. Có một sự kiện á, là vào khoảng năm 2011 á, thì núi lửa Romo bất ngờ hoạt động trở lại. Đó, thì sự thức dậy của đột ngột của cái núi lửa này á, thì đã làm hai cái du khách phải thiệt mạng ha, và sân bay Bali á, phải đóng cửa luôn nha mọi người, vì nó sẽ bốc khói nè rất là nhiều luôn, rồi khói bụi đó, cho nên sân bay không thể bay được. Còn đây á, là các quà lưu niệm ha, người ta sẽ bán dọc trên cái con đường đi ở chỗ địa điểm ngắm bình minh của Romo luôn. Đó, thì người ta sẽ bỏ một số loại hoa trong những cái chai lọ ha. Thì mình nhớ là một chai này á, là khoảng là mười mấy ngàn đô đó mọi người, thì khoảng là 30-40 ngàn Việt Nam á. Còn đây là buổi sáng của tụi mình ha, sau khi mà đón bình minh xong á, thì mình sẽ được ăn sáng ha. Thì mình sẽ ăn mì gói cộng với trứng ha. Ở đây thì sẽ có tương ớt nữa, và uống trà đá hoặc là Milo á. Và đặc điểm ở đây á, là luôn luôn có một cái gọi là cái miếng bánh phồng tôm á, cho những cái bữa ăn sáng của mình. Đó, chỗ mình ăn sáng á, thì có thể là ngắm lại được toàn cảnh cái núi lửa Romo nè, rất là đẹp luôn. Đây, lúc này á, thì nhóm mình đang phải là lội bộ xuống cái chỗ mà đậu xe Jeep á, vì buổi sáng á, mình không thể nào chạy xe Jeep trực tiếp lên cái địa điểm để ngắm núi lửa Romo ha. Và mình phải đi bộ lên một khoảng thời gian, và cái cung đường đi xuống nó cũng khá là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể thấy á, là ở phía bên tay phải của mình ha, là sẽ có những cái hàng quán để người ta bán gọi là đồ ăn sáng nè, rồi cà phê, sữa Milo ha. Và đây là những chiếc xe Jeep nè, và chở mọi người đi đến từ khách sạn á, đi đến những cái địa điểm để đón bình minh trên cái ngắm nhìn cái khung cảnh của núi lửa Romo này. Ở đây thì có một cái ngân hàng nè mọi người. Trên cái cung đường mà để mà đi đến cái địa điểm ngắm nhìn cái núi lửa Romo á, thì có rất là nhiều cái địa điểm để mọi người có thể dừng chân lại và chụp ảnh ha. Thì tùy mọi người thích ở gì, đi dừng ở địa điểm nào để chụp ảnh thì mình sẽ dừng ở địa điểm đó ha. Nhưng mà nó sẽ có một cái địa điểm gọi là ngắm nhìn tốt nhất, là cái mà buổi sáng sớm á, mình đã đi và mình đứng chờ để ngắm được bình minh trên cái núi lửa Romo này. Người thấy á, là phía hai bên đường này, hiện tại là nhà cửa thì người ta sẽ những hàng quán á, người ta sẽ đóng cửa luôn ha, và không có hoạt động lại, chỉ có gọi là buổi sáng sớm của ngày hôm sau nữa thì người ta mới hoạt động. Ở đây á, thì có một cái gọi là cái tầm nhìn ha, để mà nhìn toàn cảnh cái quần thể núi lửa Tenere nha mọi người. Như mình nói á, là gồm có ba ngọn núi lửa chính, đó là gọi là Ba Tóc nè ha,
Bromo và núi lửa là Semeru ha. Chỗ này thì là một cái view nhìn rất là đẹp luôn nè. Phía dưới chính là cái thung lũng mà mình sẽ chạy chiếc xe Jeep để lên cái đỉnh núi này để ngắm nhìn. Phía đối diện đây là mọi người, đó là chính là núi lửa Ba Tóc đó mọi người. Đó, xa xa một cái núi lửa cao nhất đó, đó chính là núi lửa Semeru ha. Nhìn mọi người nhìn thấy là rất là đẹp luôn. Hiện tại thời tiết mình đi á, nó rất thích hợp á, mây nó là lạc. Lúc này á, mình đang ở trên xe Jeep ha, và chạy ở dưới thung lũng để đi đến cái chân núi của núi lửa Romo và gọi là đi lên những bậc thang á, để ngắm nhìn toàn cảnh cái núi lửa Romo luôn nha mọi người. Đó, thì buổi sáng á, mình chỉ là đứng ở một trên một cái đỉnh núi khác để ngắm nhìn, để đón bình minh trên cái núi lửa Romo thôi. Còn hiện tại á, là mình sẽ đi đến gọi là check-in cái núi lửa Romo luôn ha. Đi lên gọi là đi trên những cái vành miệng núi lửa luôn và ngắm nhìn chính xác là núi lửa nó sẽ hoạt động như thế nào ha mọi người. Đó, thì mọi người hãy đi cùng mình. Phía này thì cũng khá là đẹp luôn, cái thung lũng này. Nhóm mình á, sẽ tìm những cái địa điểm mà đậu chiếc xe Jeep này đẹp nè để mà chụp ảnh ở đây nha. Đó, phía xa xa đây là núi lửa Ba Tóc cho mọi người chứ không phải là núi lửa Romo ha. Mọi người thấy ở phía bên ngoài là cát màu đen nha. Đây, cát là sẽ cát màu đen á, gọi là bụi, cho bụi của núi lửa đó mọi người. Rất là mịn ha, và màu đen chứ không phải là màu vàng vàng như trong xe Jeep mình nhìn ra. Và cỏ ở đây á, nó rất là thưa thớt nè mọi người, là sẽ thấy không, là không có cây cối gì hết ha, không có cây cối gì mà để mọc hết, chỉ là những cái cỏ bụi thôi. Phía xa xa là núi lửa Ba Tóc ha, rất là đẹp. Còn đây là một số tấm ảnh mình đã chụp ở đây đó. Và ở đây là nhóm mình ha, nhóm mình đi gồm có 4 người. Đây là mình đang ở trên xe Jeep và trên đường để đi đến chân núi lửa Romo ha, và leo lên núi lửa Romo. Mình đã đến được cái gọi là địa điểm để mà leo lên núi lửa Romo nè. Mọi người thấy không, có rất là nhiều chiếc xe Jeep ở đây luôn. Và đây là một trong những cái địa điểm đến mà gọi là hot nhất ở Indonesia nha mọi người. Đó, ai đến Indonesia phải một lần để mà đi check-in núi lửa Romo này. Và xe Jeep ở đây mọi người thấy nè, đủ các loại màu sắc luôn ha. Mục đích đó là phục vụ cho việc chụp ảnh nè, vì lên hình nó sẽ rất là đẹp. Đây là phía bên ngoài nè mọi người. Thì mọi người thấy có rất là nhiều chiếc xe Jeep luôn. Và thời tiết hiện tại á, nó khoảng là 2 mấy độ C á, cho nên nó cái kiểu khí hậu nó rất là mát ha. Tuy mọi người thấy rất nắng như vậy nhưng mà thật sự rất là mát. Và có rất là nhiều chiếc xe Jeep luôn. Thời tiết hiện tại là mây xanh nè ha, rồi trời xanh, mây trắng nè. Đó, nhìn rất là đẹp. Đây là những chiếc xe Jeep nè, toàn là những chiếc xe Jeep mới không nha mọi người. Đó, thì mình sẽ đi bộ ha. Mình thì có rất là nhiều cách để mà đi đến cái núi lửa Romo ha. Đó, phía xa xa là mọi người, đó chính là núi lửa Romo đó. Cái chỗ mà bốc khói và màu trắng trắng đó. Thì có một số cách để mà di chuyển đến núi lửa Romo này. Thì một á, là mọi người sẽ đi bộ ha, từ cái địa điểm mà mọi người đậu những chiếc xe Jeep á, và mọi người phải đi bộ vô khoảng là 2 km để mà đi lên trên cái núi lửa Romo này. Và từ ở dưới chân núi á, mọi người đi lên núi lửa Romo á, thì phải qua khoảng cả trăm bậc thang nữa đó mọi người. Còn hai á, là mọi người có thể á, là đi bằng ngựa ha, từ cái phía bên ngoài, và mọi người có thể là thuê những con ngựa ha, người ta sẽ dẫn ngựa và mọi người sẽ ngồi phía trên đó và đi vô cái núi lửa Romo đó. Thì mình không nhớ chính xác là khoảng bao nhiêu, khoảng vài trăm ngàn Việt Nam đó mọi người. Đoạn này á, là mình đã đi đến được gần đến cái chân của núi lửa Romo rồi ha. Và mọi người thấy là bụi khá là nhiều nè, do là người ta đi ở phía trước ha, và do là ngựa người ta dẫn đi mọi người đó, cho nên khói bụi rất khá là nhiều luôn, chứ không phải là do khói của núi lửa Romo ha, nó bốc ra đó. Và đường ở đây á, mọi người thấy không, cát màu đen ha. Đó, bên tay phải mình đó là có một cái người dẫn ngựa ha, ngồi trên ngựa nè. Đây là gọi là cái địa điểm tập kết của những con ngựa nè mọi người. Đó, thì từ trong địa điểm mà mọi người đậu những chiếc Jeep và đến đây nè, nó cũng phải là vài km đó. Có rất là nhiều ngựa luôn, mọi người có thể tùy chọn ha, muốn chọn loại ngựa nào đi thì đi. Đó, và nó sẽ có người sẽ dắt ngựa cho mọi người, chứ mọi người không có tự cưỡi ha. Đây là mình đang đứng ở phía chân núi nè, và nhìn lên cái núi lửa Romo nè. Phía xa xa có rất là nhiều người luôn. Và mọi người thấy một cái bậc thang để đi lên núi lửa Romo không? Đó, mình sẽ đi lên những bậc thang đó. Phía ở dưới cái chân núi này á, thì người ta sẽ bán một số gọi là nước uống nè, một số gọi là trái cây, cũng như là đồ ăn vặt ha mọi người.
Và hiện tại thời tiết á, nó cũng khá là dễ chịu, tuy nắng nhưng mà nó khá là mát ha. Và cái anh Durai đang Hương đang nói chuyện với mình, mọi người thật sự á, thì có những câu hỏi á, có những câu nói mình nghe hiểu và những số cái mình không hiểu mọi người, nhưng mà mình cũng cười cười thôi. Còn đây là bậc thang để đi lên cái núi lửa Rumo từ chân núi ha. Còn xa xa là cái khung cảnh của cái thung lũng ha, nhìn rất là đẹp đó mọi người, một trong những nơi mà mình thấy gọi là đẹp nhất ha đó. Còn đây là mình đang đứng ở trên cái vành của cái miệng núi lửa Rumo đây. Ở đây thì có một cái anh Turai ảnh bay livecam nè mọi người đó. Xa xa là mọi người thấy là mọi người sẽ được đi trên cái vành miệng núi lửa Rumo ha. Đố mọi người tìm thấy được mình á, tìm thấy được nhóm mình. Cái nhóm mình là cái màu, có một cái bạn á, mặc màu đỏ đỏ đó mọi người. Một cái chấm đỏ 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 đó là nhóm của mình ha. Đây là cái mọi người đang di chuyển ha, để đi trên cái núi lửa Rumo để ngắm nhìn ở phía bên dưới á. Nhìn cũng khá là sợ mọi người, nhưng mà cũng gọi là một cái gì đó rất là đặc biệt á. Vì trước giờ mình chưa bao giờ mình nhìn thấy ở núi lửa ở ngoài đời là như thế nào ha. Và hiện tại núi lửa Rumo nó vẫn còn hoạt động á, nhưng mà nó hoạt động rất là yếu thôi, nó chỉ là bốc khói Halloween gọi là ít thôi mọi người. Đây là miệng núi lửa Rumo nha mọi người, nó đang bốc khói lên nè ha, và cái mùi của nó rất là khó chịu ha, cái mùi kiểu mà mùi Halloween á đó. Và đứng ở rằng á mọi người, khoảng cách rất là gần và nhìn xuống miệng của núi lửa cho nên nó cũng khá là ghê. Mình cách có vài mét ha là sẽ bị gọi là trượt chân ở xuống đây, cho nên mọi người nên cẩn thận ha khi mà đứng sát cái vành miệng núi lửa này. Đoạn này thì mình đang đi lên cái gọi là cái địa điểm cao nhất trên cái vành của cái miệng núi lửa Rumo này ha mọi người. Cái khoảng cách từ mình đến cái miệng núi lửa này mọi người thấy không, chỉ có được vài mét thôi ha, nhìn rất là ghê luôn ha đó. Và gọi là hiện tại khí hậu ở đây á, nó rất là thiếu oxy á, cho nên mình đi một đoạn mình khá là mệt hả mọi người. Còn đây là mình nha mọi người, mình đang trên đường đi xuống cái núi lửa Rumo này. Phía xa xa là núi lửa Ba Tóc ha. Thì trời hiện tại á, thời tiết á, cũng khá là nắng á, cho nên nhóm mình cũng vội đi xuống ha. Trên đường đi xuống á, thì hai bên đường á, người ta sẽ cũng bán là những cái móc khóa nè ha, có hình bên trong á, sẽ có những cái loại bông hoa đủ các màu sắc luôn nha mọi người. Thì mọi người nếu thích á, thì có thể là mua về để làm kỷ niệm đó. Nhưng mà được á, thì mọi người có thể gọi là trả giá với người ta nha mọi người. Có thể không thì mọi người có thể bị mua lầm á. Mình cũng không nhớ là chính xác là giá cả của những cái là sẽ là bao nhiêu ha. Ở đây á, thì mình bắt gặp một cái người mà người ta bán những cái đồ ăn vặt, gồm có là dạng như là chuối sấy nè, mít sấy, rồi chuối, đậu phộng ha. Đó, người ta sẽ bán dọc theo cái đi trên những cái con đường này để đi lên cái núi lửa Rumo ha. Sau khi mà check-in ở núi lửa Rumo xong á, thì buổi tối nhóm mình sẽ đi đến gọi là một cái tỉnh Gorongso ha, để chuẩn bị cho ngày 2 mình đi check-in cái hồ Axis Isan nha mọi người. Ở đây á, thì mình đang gọi là quay cho mọi người xem á, là người ta đang bán những cái gọi là kiểu mà thịt chiên, thịt nướng nè ha, rồi há cảo nè ha. Thì nhóm mình sẽ mua một ít để ăn nè mọi người. Đây gọi là cái anh Turai, anh mua cho nhóm mình một số ăn kiểu mà đi để khám phá những món ăn lề đường ở Indonesia. Thì ở đây mình cũng không biết cái món này kêu là gì ha, mà nó chính xác á, nó không phải là mỡ ha, mà nó là kiểu mà bột năng để chiên lên mọi người. Ăn khá là ngộ ngộ á, và cũng khá là khó ăn á. Kiểu mình ăn để cho mình biết nó là như thế nào thôi, để khám phá những món ăn của Indonesia thôi. Còn đa số đồ ăn của địa phương ở Indo này nó khá là khó ăn ha. Trừ khi là mọi người đi qua bên đảo Bali thì lúc đó đồ ăn nó sẽ gọi là phù hợp với khẩu vị một người một xíu. Vì đa số ở đảo Bali nó phục vụ cho cái du lịch khá là nhiều, cho nên cái khẩu vị của nó chế biến thức ăn nó cũng hợp hơn. Còn ở đây là đồ địa phương ha. Đây thì mình có thấy là cũng bán giống như bên Việt Nam mình á, cũng có là trứng cút nè, rồi ba cái xiên nướng đó, nhưng mà nó sẽ chiên, nó khác hơn bên mình một xíu. Người ta sẽ bỏ trong những cái chảo dầu. Còn đây là mọi người thấy đó, là anh này đã đang đổ trứng vào nè ha, đổ trứng vào, và đây người ta sẽ bỏ một số cái sâu vào, người ta lăn ha, để bớt trứng ra dính vô những cái sâu này ha.
đó, và để ra ngoài. Đây anh bắt đầu vớt trứng nè mọi người, đó cuộn ra. Sâu như vậy thì mình nhớ đâu đó cũng khoảng mười mấy hai chục ngàn á, cũng không phải là quá mắc. Ở đây thì có những chiếc xe rồng phượng ha, thì ngựa nó sẽ kéo mọi người. Nếu mọi người lên đây thì mọi người sẽ được chở xung quanh một vòng công viên đó, thì có đủ loại các xe rồng phượng ha, và ngựa sẽ kéo mọi người chứ không có chạy bằng xe máy ha. Đây cũng là một cái địa điểm gọi là một cái cách vui chơi mà gọi là nó rất là lạ, mọi người nhìn nó ngộn ngộn sao á đó. Đó đủ màu luôn ha, rồng phượng ha, đủ loại các con luôn.